Welcome to the virtual exhibition, Vietnamese Lacquer Painting. Chào mừng các bạn đến với triển lãm trực tuyến Tranh Sơn Mài Việt Nam. Bình Phong Sơn Mài Hai Mặt là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của danh họa Nguyễn Gia Trí, được ông sáng tác năm 1939 tại Hà Nội. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, tác phẩm được bày tại Dinh Bảo Đại ở Đà Lạt trước khi được đưa về Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1978, sau ngày đất nước thống nhất, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã sưu tầm tác phẩm này trong tình trạng không nguyên vẹn. Một số phần vóc bị thủng do đạn bắn trong thời kỳ chiến tranh. Bức Bình Phong được chuyển về Hà Nội, được tu sửa, bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bức Bình Phong cao 1,6m, rộng 4m, được ghép bởi 8 tấm vóc, là một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, được tạo tác trên cả hai mặt với hai bức tranh khác nhau, Thiếu nữ trong vườn và Phong cảnh, thể hiện những đặc trưng riêng về bút pháp và phong cách nghệ thuật. Tác phẩm Bình Phong đánh dấu thời kỳ đầu rực rỡ của nghệ thuật sơn mài Nguyễn Gia Trí, người họa sĩ tiên phong góp phần đưa sơn mài lên vị trí quan trọng trong lịch sử hội họa hiện đại Việt Nam. Mặt tranh Thiếu nữ trong vườn được bố cục nhẹ nhàng, thanh thoát, thể hiện khu vườn rực rỡ sắc vàng với 7 nhân vật nữ ở các độ tuổi khác nhau. Phía bên phải tranh, hai bé gái nô đùa, chạy đuổi nhau, vạt áo tung bay. Phía bên trái tranh, ba thiếu nữ khoác tay nhau dạo bước, nét hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt thanh xuân. Họ mặc những chiếc áo dài họa tiết tân thời, xung quanh được viền thêm lớp không gian đậm, tạo nên mảng sắc độ đậm nhất, làm điểm nhấn trong bố cục của bức tranh. Gần giữa tranh, dưới gốc phù dung, một thiếu phụ trung niên mặc áo dài vàng đơn sắc truyền thống, tóc vấn cao, dáng ngồi ưu tư. Ngay giữa trung tâm của bức tranh, một phụ nữ luống tuổi đang thưởng trà. Bà tựa tay trên gối, dáng vẻ thảnh thơi, viên mãn. Bốn nhóm nhân vật ở các không gian khác nhau nhưng được kết nối khéo léo bởi các khóm cây, hoa, lá. Họa sĩ đã khai thác đặc điểm của không gian đồng hiện trong tranh nhằm biểu đạt diễn biến thời gian thông qua hình tượng các cô gái ở các độ tuổi khác nhau, qua đó tạo nên một khu vườn độc đáo, có sự hòa quyện chặt chẽ giữa các giá trị hội họa phương Tây và tinh thần thẩm mỹ Á Đông, cùng với phẩm chất đặc trưng của nghệ thuật sơn mài dân tộc, vừa lộng lẫy vàng son, vừa lung linh, đằm thắm. Gần như đối lập với phong cách nhẹ nhàng, mềm mại của mặt tranh Thiếu nữ trong vườn, bố cục mặt tranh Phong cảnh là những nét mảng khỏe khoắn,
mang tính trang trí cao. Cảnh vật, cây cối hiện lên trên một mảng nền tối, có nhiều lớp không gian sâu thẳm. Những tàu lá chuối nhả nghiêng màu vàng ấm. Những thân dọc mùng uốn cong được dát vàng trên nền son. Toàn bộ phần lá được gắn trứng sáng rực rỡ. Những khóm phủ dung nhấp nhô ẩn hiện. Thân lá răng cưa hòa cùng những tàu lá đu đủ phía xa. Trên cao, lác đác vài cụm lá tre xào xác. Hai đôi chim đang díu dít bay lượn. Bố cục nhịp điệu khỏe, mạch lạc của góc cảnh làm cho mặt bình phong này trở nên độc đáo và phản ánh nét tiêu biểu của tinh thần nghệ thuật thời đại. Khi các họa sĩ xác định cho mình con đường xây dựng nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, mang hồn cốt dân tộc trong hình thức tiếp biến từ những thành tựu mỹ thuật thế giới. Họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật sơn mài phức tạp, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt tinh tế. Ông kết hợp nhuần nhuyễn kỹ thuật khắc, đắp nổi và nhiều lớp sơn mài rất sâu bên dưới bề mặt được mài, tạo ra hiệu quả tả chất tuyệt vời. Trên bề mặt bình phong, nhiều chi tiết được họa sĩ đắp nổi theo độ cao, thấp, dày, mỏng khác nhau như lá chuối, hoa phù dung, đám mây, áo dài thiếu nữ để tạo hiệu ứng về khối. Chất mềm rủ quý phái ở chiếc áo dài màu vàng của thiếu phụ ngồi dưới gốc cây phù dung được tạo ra từ những nét khắc, đắp nổi kết hợp với sự chuyển đậm nhạt tinh tế. Những mảng màu rát vàng tạo nên những mảng khối ánh sáng mang tính cách điệu cho phần thân cây dọc mùng và lá chuối. Những tàu lá chuối được vẽ rất gần với tư duy đồ họa hiện đại, rõ mảng miếng, mạch lạc về đường nét, nổi khối trên bề mặt phẳng của tranh. Đặc biệt, kỹ thuật gắn trứng được họa sĩ thể hiện rất thành công. Dưới bàn tay tài hoa của Nguyễn Gia Trí, vỏ trứng đã biến hóa linh động thành làn da mịn màng, chiếc quần lụa hay đôi giày của những phụ nữ Hà Nội. Vỏ trứng được tạo hình thành bộ ấm chén, bông hoa phù dung, bông hoa hồng, đóa mẫu đơn. Vỏ trứng không chỉ được họa sĩ thể hiện xuất sắc khi diễn tả sự thay đổi về chất vải trên tà áo dài thiếu nữ hay ở những đường nét chi tiết tinh tế trên tranh, mà còn ở những mảng tranh lớn. Ông sử dụng vỏ trứng cho toàn bộ phần lá dọc mùng tràn hết mặt tranh phong cảnh. Những mảnh trứng trắng, khô cứng dưới đôi tay của ông đã biến hóa thành những chiếc lá khoai duyên dáng, mềm mại. Với kỹ thuật sơn mài đỉnh cao, họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã góp phần đưa chất liệu sơn mài từ chất mỹ nghệ truyền thống trở thành một chất liệu mang tính hội họa cao, có khả năng thể hiện được mọi yêu cầu của nghệ thuật hội họa hiện đại. Bình phong sơn mài hai mặt của họa sĩ Nguyễn Gia Trí là một tác phẩm có hình thức độc đáo, là dấu ấn của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trong những năm đầu phát triển, là cột mốc của khuynh hướng sáng tác đặc biệt của danh họa Nguyễn Gia Trí. Tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, góp phần vào việc nghiên cứu sự giao lưu văn hóa Đông Tây trên bình diện nghệ thuật tạo hình. Tài nghệ của Nguyễn Gia Trí trong sử dụng chất liệu, kỹ thuật đặc thù của sơn mài đã tạo cảm hứng và là hình mẫu để nhiều thế hệ họa sĩ sơn mài sau này học tập. Bên cạnh giá trị nghệ thuật độc đáo mang tính tiên phong, tác phẩm còn có giá trị lịch sử, minh chứng cho lịch sử Việt Nam hiện đại. Nó chứng kiến sự chuyển giao xã hội, chính trị của đất nước và cũng mang trên mình những vết đạn, thương tích của chiến tranh. Với những giá trị nghệ thuật đặc sắc, tác phẩm Bình Phong đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia năm 2017.